Rồi chào mọi người nhé, giờ chuẩn bị đi Tân Chánh anh em ơi, nay đi có chú Hải với là anh Nhóc đó, giờ chuẩn bị nha mọi người. Giờ mình qua phà đi Tân Chánh nha anh em ơi, giờ di chuyển qua phà đi Tân Chánh mọi người. Tới cái chỗ cái đầm tôm ngừng lại, đầm tôm có bạc ngừng lại, đưa vô đây, đưa vô, tới đầm tôm có bạc ngừng lại, đưa vô đi anh nhóc. Rồi đây qua Tân Chánh Bào nha anh em, 5 người anh em ơi, luôn mình nữa là 5. Rồi. Ok, let's go. Rồi. Lên hàng mọi người. Nó mưa mọi người. Xui rồi, mưa lớn quá. Trắng anh em ơi, trắng 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 trắng. Trắng anh em ơi. Trời ơi, xảy rồi. Trời ơi, trắng nhã đi em ơi. Trời ơi. Hả, ăn chạy vô vô. Trời ơi, xảy. Xảy hả đi luôn. Trắng anh em ơi, trắng anh em. Chạy vô anh em ơi. Trời ơi, rớt nhái rồi. Ôi, cắn chưa hết nhái anh em ơi. Nhóng xíu nữa cực quá. Trắng anh em ơi, trắng anh em ơi. Cái khác nha mọi người. Chính là anh em ơi. Thằng Lan không à, chưa dính cái bầy con nào hết á. Con thứ hai nha mọi người. Lên con thứ hai rồi anh em ơi. Má đào không à mọi người, xe dính chỗ này sao sảy, dính toàn má đào không, cá lên ngay chỗ mới dính.
cắn anh em, cắn anh em ơi, cắn 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 nhau rồi. Chín anh em ơi, lên hè anh em ơi. Lên con thứ ba mọi người. Má đào nữa anh em ơi. Còn má đào không à. Cá giờ nó gom mà mọi người. Cá lóc đực. Nó cắn hụt cái ngay bầy nữa. Ôi xì tim nắng kìa. Đi gì lại ra dưới phải. Cắn anh em ơi, cắn anh em. Cắn quá trời cắn luôn anh em ơi. Chín anh em ơi. Con thứ tư cho mọi người. Con cá thứ tư anh em ơi. Lên hàng liên tục luôn anh em ơi. Lên liên tục luôn mọi người. Thở lên rồi. Dính anh em ơi, dính dính đậu xanh nó ngâm vậy cũng ăn luôn đó mọi người. Lên hẹn anh em, còn thứ năm anh em ơi. Còn thứ năm mọi người.
Trời ơi anh em ơi, cá bự anh em ơi. Hai rung tay luôn mọi người rồi đây anh em ơi, mình vừa lên con cá này luôn. Hồi nãy mình đang lúc mình bắt cá thì mình quay quay bị tua nhanh rồi không biết sao thôi mọi người. Để coi sao anh em, nếu mà chỉnh sửa được thì mình chỉnh sửa full cái video này cho anh em mình coi nha. Đây mình nguyên con cá luôn rồi anh em. Đấy, bị lúc trời mưa nữa nhưng mà không biết sao thôi mọi người. Trời ơi xui uổng clip ra luôn, thôi để về ráng chỉnh sửa lại cho nên mình coi nha. Thì là mình đứng mình chịu hoài mà ai ngờ là đi ấy rồi anh em ơi, lửa số 3 bên mình nha mọi người, lọt mắt nha anh em. Sao còn ba nhá vậy? Ôi còn ba con luôn anh em ơi. Rồi anh em ơi, cần cá nãy nè mọi người. Sao lại gửi à? Sao lại gửi? Sao lại tư? Sao lại tư vậy anh em ơi? Cá này nhìn thấy quen. Qua đã. Đây cá này. Cá đẹp quá ha. Rồi tình hình hôm nay là được 5 con anh em ơi. 5 con. Đó. Rồi giờ mình về nha mọi người. Về rồi hẹn anh em video sau. Ai chưa đăng ký kênh nhớ cho em xin một đăng ký kênh nha anh em, một đăng ký kênh. Và nhớ bấm like cho video để em làm video tiếp tục, mình được có thông báo để mình theo dõi nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye mọi người.